Thưa quý vị, chạy vào những cung đường tối, ánh sáng thấp, tầm nhìn bị che khuất, rất dễ xảy ra tai nạn. Thế nhưng, nhiều người vẫn phóng với tốc độ cao để rồi không kịp xử lý những tình huống bất ngờ. Mời quý vị cùng theo dõi tình huống sau để có thêm những bài học khi tham gia giao thông. Vụ việc xảy ra đêm qua tại ngã ba Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích, huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Sau cú phanh gấp, xe máy ngã tông vào bánh xe tải. Hậu quả, người đàn ông trên bị thương khá nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hy vọng qua tình huống này, mọi người tự rút kinh nghiệm cho chính bản thân để tránh những vụ tai nạn như trên. Tại tỉnh Bình Dương, một người đàn ông đến một tiệm bán rau ở chợ Tự Phát, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một để mua đồ ăn. Ngay khi vừa quay lưng vào trong, do chủ quan không rút chìa khóa xe, bên ngoài, một nam thanh niên đeo túi đi bộ tới, quan sát thăm dò rồi nhanh chóng mở khóa chiếc xe, rồi leo lên chạy mất. Đây là bài học cho nhiều người chủ quan khi đi mua đồ, nghĩ rằng đứng ngay bên cạnh nên không rút chìa khóa, để rồi chiếc xe biến mất theo tên trộm.